nay là bữa ăn đơn giản nhất của người miền Trung nhé cả nhà. Rau luộc. Đây là nước rau luộc. Đây là thịt kho nghệ. Và đây là thịt xào với củ đậu củ, còn gọi là củ sắn. Kèm theo một chút hương vị của Hàn Quốc. Đó là rong biển. Con rất là thích ăn rong biển cho nên là cứ hay mua để dành con ăn dần dần. Bé nào biếng ăn thì sẽ ăn như thế này thì rất ăn được rất nhiều cơm. Và các cháu rất là ham ăn. Hôm nay bữa ăn này đậm đà quê hương luôn cả nhà nha, không phải biển đúng ăn hàng ngày, bữa ăn hàng ngày của người dân quê. Con vào con được chịu cơm rồi bé. Sốt đặc trong bình thì đây cả nhà, cà phê đá. Có cái mùi trong biển ngon, có thích ăn lắm á. Thêm cơm đấy các, thêm cơm đấy, cơm nóng bạc mẹ. Cơm hôm nay ngon quá, nay cặm khô thơm ngon, cảo mẹ làm ngon này, cảo nhà làm, cảo nhà làm thơm ngon dẻo. Cái cảo hôm nay mẹ làm nó mà thơm quá, vừa thơm vừa dẻo, đây là ó cua đấy.
Đây, hôm nay mình đã làm đất và tỉa cái mai ra. Đây là những cái mai mà chồng mình đã đưa hạt từ trong miền Nam về để vải. Bây giờ cây nhỏ ra rất là nhiều. Ai có nhu cầu trồng mai thì đến mình cho vài cây nhé. Đó. Hôm qua mình mới làm đất và trồng đây, không biết là tỉa ra thì nó có sống được hay không. Nhưng mà rất là nhiều. Đây là rong mai. Hai cái này lớn này. Cùng một lúc như hai cái này được có mưa, có nắng, có gió thì là nó còn cái này thì chồng đã chiết từ trong cây mai lớn ra, bây giờ rất là đẹp. Cái này thì nếu như có mà sống được thì vài ba năm sau nữa đẹp lắm này. Mình chuẩn bị làm đất và tách những cái bụi hoa này ra đó. Cái này cách cắt cành rồi trồng ra từng này thì được nhiều lắm. Bao nhiêu chậu ạ? Để dày nè. Sâu. Sâu bắt đầu muốn ăn đây rồi này. Đây là bụi hoa đồng tiền mà trong hoa cũng có luôn mấy cái mai này. Đó. Cho nên ai trồng mai thì tới mình cho vài cây này. Này chắc đưa lên trên o trồng quá, trên chỉ trồng đất nhiều. Bụi rô râm. Ngon quá. Bụi ớt này nhìn thích quá, mình mới hái hôm bữa, mình mới hái để ngâm măng đó. Có một bụi một thôi đó, mình trồng trong cái chậu nhỏ nhỏ xíu à.
Đó. Trái quá trời luôn này. Bữa mình ngâm một hũ măng rồi đó. Còn đây là cây ớt kiểng này. Bây giờ nó chín hết rồi này. Đó. Quả chín này. Đẹp quá à. Cái chậu có chút xíu à. Mai không? Chậu nào cũng mai. Chậu nào cũng mai. Đó, trong góc kia cũng mai đó. Quả này là quả ớt non này, ớt kiểng này. Hoa của nó đẹp quá à, màu tím này. Giống hoa cà quá à. Ôi cái rau quế. Mình phải cho cái đào này ra khỏi đây để cho cái rau quế nó sống. Rau quế đây. Đây cũng là rau má mình mới trồng. Kiếm một cái chậu để bỏ cái chậu sớm rồng này ra. Chứ cái này mình tận dụng một cái bình mà không dùng tới. Còn trong này thì cái này thì là cái nghệ. Và hôm bữa có mấy cái mai nằm chúng vào một chỗ thì mình đã tách nó ra, mình ươm cho nó bén rồi sau có đất để trồng. Mà bây giờ không biết trồng kiểu gì chứ mai nhiều lắm. Thế nữa cái này thì chắc mình sẽ tách ra chỗ này để trồng cái gì. Đây cũng là một cái ớt này. Lá tiết tô. Mai cần lá tiết tô thì tới mình cho này. Đây là cái gừng. À, cái này mai. Cái này thì chắc là cái gừng này với lại cây mai này mình sẽ tách ra để lấy cái chậu này bỏ cái đào vào quá. Đây, mai. Còn đây là hành. Hành nhé cả nhà, cái này là cái đừng nước rửa chén này. Khi dùng hết thì mình đã lấy cắt và bỏ củ hành vào. Lúc sau này mình sẽ có lá để ăn. Đây nữa, đây mới đúc ngày hôm qua đây. Hôm qua hôm kia đây. Đây. Chưa à. Chuẩn bị có hành để ăn rồi này. Đó, đây là những cái bình dầu ăn. Cái này là cây hoa trang. Chiều mình sẽ chuyển nó ra bên hoa để cho ra hoa, mà cây để ăn ra cây, hoa với cây để tựa lưa hết rồi. Đây những bông hồng đã nở rồi thì mình sẽ ngắt nó như thế này thì hôm sau nó sẽ để ngánh ra như thế này đây. Ngánh rất là nhiều. Bây giờ thì có vẻ là đã bị sâu bệnh này. Mầm rất là nhiều. Cái này bự. Đây. Mai ôi. Đây là những cái lon nước ngọt. Hôm bữa nó lên nhưng mà vì nắng nóng quá cho nên là nó đã chết mất đôi cây. Còn cái này thì
rất là tốt. Mình sẽ tiêm chầu cho ra. Sau này nhà mình sẽ có một vườn mai. Mình rất thích hoa mai nhé. Những cái lọ đựng dầu dầu hấp của làm tóc ấy. Những cái lọ mà bị hư bị nứt bị bể gì thì mình lấy để sử dụng để làm một cái để nó lãng nghỉ này. Con mình thích ăn cái cá này. Trong này cũng có một số mai nhưng mà do là che này cái ớt với cái lá tía tô nó che mất cho nên là cây của nó khẳng khiu lắm. Đây cũng giết cả rồi mai nó đầy luôn. Mình sẽ kiếm chậu và cho các cái mai ra để sau này nhà mình có một vườn mai. Sung trước nhà trái rất là sai. Ngồi đó ăn đi con, ngồi cho ba mà ăn đây. Ngồi ăn. Bà biến mà ăn đang ăn lạnh. Hay là hồi này cũng đút cho bà nội ăn một đĩa luôn. Đấy kia đây.